giá nhà đất mà càng ngày càng tăng á. Và thực tế là qua nhiều năm thì càng ngày nó càng tăng. Giá đất đai nhà cửa tăng thì ai mà không thích. Thực sự là ai cũng thích cả, bất kỳ ai, bất kỳ một cá nhân nào có một cái nhà để ở, có một cái chung cư để ở hay là có một miếng đất để dành, thì khi giá nhà đất tăng và thường xuyên tăng trong nhiều năm thì chắc chắn là ai cũng thích cả. Và đặc biệt là không những thích mà lại còn là đôi lúc á, thì mỗi cá nhân chúng ta lại còn là nhân hóa nó lên, tức là ví dụ khu nhà mình giá 1 tỷ nhưng mà nói chuyện với bạn bè thì đôi khi bảo ui miếng đất đây chắc phải 1,5 tỷ 2 tỷ gì đấy, tức là nhân hóa nó lên. Và có một số cái nghịch lý mà quý anh chị em và các bạn sẽ ít khi nhận, gọi là tức là gần như là không biết. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về những cái nghịch lý đó. Và liệu là chúng ta có đang vô tình tiếp tay cho cái câu chuyện đẩy cái thị trường bất động sản lên quá mạnh, hoặc là đẩy cái thị trường đất, nhà đất lên và tăng nóng trong thời gian vừa qua hay không? Và ai là cái thành phần để được lợi nhiều nhất trong cái việc là bất động sản tăng giá hoặc nhà đất tăng giá? Thì cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn đó là khi mà bất động sản tăng giá thì thực ra về bản thân mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi thành phần trong xã hội nếu có nắm giữ bất động sản thì anh chị em và các bạn sẽ có một cái cảm giác đó là mình giàu hơn. Thực tế là mình cảm thấy mình giàu hơn. Cái nhà mình cũng chỉ là cái nhà đang ở thôi, nhưng mà nó giá nó cao hơn thì mình cảm giác mình giàu hơn. Và một cái gì đó thì trong mỗi con người sẽ cảm thấy rằng là mình đẳng cấp hơn, mình có khả năng tiêu pha được nhiều hơn, có thể là sẽ dám tiêu hơn. Và bất động sản càng tăng nhiều thì anh chị càng cảm thấy vui. Và thậm chí là anh chị còn bốc phét về cái câu chuyện đó là giá đất, giá nhà hoặc là cái chỗ mà anh chị đang sở hữu. Thực tế nó chỉ có một cái giá là A, nhưng anh chị có thể là sẽ nhân 1.2 lên, là thành một ví dụ như là A nhân 1.2, tức là gọi là tăng thêm 20% ngoài cái thực tế. Thì cái điều đó nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là chúng ta vô tình sẽ đưa cái giá nhà đất của khu vực chúng ta đang ở, cũng như là tiếp tay cho một số cái nhóm đầu cơ tích trữ sẽ đẩy giá và thổi giá của thị trường. Nhưng liệu ai sẽ là người cuối cùng được lợi trong cái chuỗi phân phối hệ thống mà giá bất động sản càng ngày càng tăng? Thì thưa với quý anh chị em và các bạn, chính các bạn không hề được lợi. Tôi chắc chắn với anh chị em và các bạn là các bạn không được lợi. Tôi lấy ví dụ như nhà tôi có một cái căn hộ, năm ngoái thì nó có giá là 1 tỷ, năm nay nó có giá 7 tỷ. Nhưng với cái câu chuyện là nếu như chúng ta thực sự là không bán đi, vẫn chỉ là cái nơi để ở, thì phần lớn là chúng ta không có thêm bất kỳ một cái dòng tiền nào để về cả. Chỉ là cái căn hộ đó nó tăng lên thôi. Và từ đó thì mỗi cá nhân thực tế mà không tham gia cái chuỗi phân phối hoặc là trong cái chuỗi gọi là xây dựng đầu tư hay là xây nhà để bán hay tham gia cái chuỗi phân phối ấy, thì chúng ta không được lợi một cái gì cả. Chỉ là chúng ta cảm thấy nhà mình nó đắt hơn. Và khi chúng ta cảm thấy nhà mình đắt hơn thì chúng ta sẽ thoải mái chi tiêu hơn. Thoải mái ở đây theo cái nghĩa tức là khi mà nhà của chúng ta chỉ có giá 1 tỷ thôi, thì khi chúng ta chi tiêu á thì chúng ta sẽ có cái tâm lý là sẽ e ngại trong cái việc chi tiêu. Nhưng khi cái nhà của chúng ta đã lên tới 6 7 tỷ rồi á, chúng ta sẽ gọi là mái thoải hơn trong cái câu chuyện là chi tiêu. Và thực tế thì cái dòng tiền của chúng ta về, ví dụ tiền lương hay là một số cái dòng tiền mà chúng ta có thu nhập về thì nó không thay đổi hoặc là chưa thay đổi kịp so với cái tốc độ tăng giá của bất động sản. Nhưng mà cái dòng tiền đó mới chính là cái thứ mà quý anh chị em và các bạn dùng để chi tiêu hàng ngày. Còn cái đất đất cái nhà mà các anh chị và các bạn đang ở không bán đi thì nó vẫn là cái nhà đang ở thôi. Nó không có nhiều cái giá trị theo cái cách mà quý anh chị em và các bạn nghĩ rằng là nó nhiều tiền hơn như vậy là ta giàu hơn. Ta ra ta nói chuyện với bạn bè là ôi bây giờ nhà tao 7 8 tỷ. Nhưng thực tế nó không đem lại lợi ích gì cả. Còn ai sẽ là người được cái hưởng lợi nhiều nhất trong cái chuỗi phân phối và trong cái chuỗi hệ thống mà khi bất động sản tăng giá quá nhanh trong nhiều năm? Thì các doanh nghiệp làm kinh doanh bất động sản, các đơn vị phân phối, các đơn vị theo chuỗi hệ thống phân phối, họ sẽ là cái đơn vị mà được hưởng lợi nhiều nhất. Bởi vì họ mua đi bán lại, đến khi mà họ mua giá thấp bán giá cao. Còn cái phần của chúng ta thì chúng ta mơ hồ trong cái câu chuyện, tức là chúng ta cứ thích là cho nó giá cao lên, cho cái giá đất nhà mình nó cao lên. Cao lên nhưng mà chỉ khi nào anh chị và các bạn thực hiện cái thương cây coi là hợp đồng mua bán, tức là gọi là tất toán cái tài sản bất động sản đó. Và phần đa trong xã hội, tức là tới 95%,
thì dù giá đất bất động sản có tăng lên nhưng cũng rất khó để có thể bán đi cái căn nhà mình đang ở nếu không có tài sản hay là căn nhà thứ hai là ở vai trò kinh doanh. Thì vậy chúng ta bị cái nhầm lẫn ở chỗ tức là cái nhà hiện đang ở và cái tài sản kinh doanh bất động sản. Và do đó thì khi mà trong cái quá trình mà một số cái đơn vị đầu cơ tích trữ hoặc là thổi giá, họ sẽ gieo vào trong cái tư duy của cụm dân cư hay khu dân cư hay một căn hộ chung cư những cái tư duy theo hướng là họ thổi giá lên. Nhưng mà họ thổi giá lên thì mình cũng đâu có được lợi gì đâu, mình có bán đâu. Mình là cái chỗ duy nhất để ở thì mình không bán, tăng lên cũng vậy thôi. Tăng lên chỉ làm thúc đẩy anh chị đi chi tiêu nhiều hơn. Và cái nghịch lý xã hội ở chỗ tức là phần lớn người dân sẽ nghèo đi nhanh hơn. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì khi mình cảm thấy như thế, mình thấy nhà mình to hơn, nhà mình được nhiều tiền hơn, thì mình kiếm được 10 triệu vẫn cứ duy trì có 10-20 triệu cái tiền lương thôi. Nhưng thực tế là ra đường tiêu nhiều hơn, tiêu nhiều hơn thì sẽ nhanh nghèo hơn, chắc chắn là cái câu chuyện đó. Lý do đơn giản đó là mình tự ảo tưởng rằng là mình giàu lên. Nhưng cái giàu lên này là nó là cái giàu của cái câu chuyện đó là thị trường nó đẩy cái giá của nhà mình lên và thuyền lên nước lên, tức là nhà bạn tăng, nhà hàng xóm nó cũng tăng. Nhưng cái tâm lý của người phần lớn là những người không tham gia cái chuỗi hệ thống phân phối mà không được hưởng lợi nhiều trong cái việc đầu cơ bất động sản hay là xây nhà để bán hay đầu tư lại nhà hay là đầu tư bất động sản phân lô bán nền thì không được lợi gì hết. Và dẫn đến câu chuyện tức là sẽ chia sẻ cái lợi ích không đều ở chỗ là các doanh nghiệp làm bất động sản, các đơn vị làm bất động sản, đơn vị trung gian làm bất động sản, họ sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Họ là cái kênh phân phối, họ là đơn vị sản xuất ra các cái sản phẩm để bán. Giá càng tăng họ càng hưởng lợi. Và kết cục cuối cùng á, những người mà a-dua theo, tức là thấy thị trường tăng như vậy, phải gấp rút để cầm cố tài sản nhà mình, để vay bất động sản, vay tiền ngân hàng để mua. Và trong tất cả những cái đợt suy thoái kinh tế và trong những cái đợt mà thị trường bất động sản đóng băng hoặc là thị trường bất động sản có vấn đề, người thiệt hại cuối cùng vẫn là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, không hiểu được rõ cái bản chất rằng là cái quy trình tăng giá, cái quy trình đẩy giá, quy trình mà gọi là đưa một cái sản phẩm với cái giá trị, tôi lấy ví dụ một căn chung cư với cái giá trị khoảng xây dựng và phân phối đều trên cái tiền đất của cái khu vực xây dựng nó nằm ở khoảng 700 triệu thôi, nhưng họ vẫn bán cho anh chị em và các bạn với cái mức giá khoảng tầm 1.7 đến 1.8, ví dụ thế. Hoặc là một miếng đất thì vốn dĩ nó chỉ là miếng đất thôi, nhưng cách đây 3 năm thì nó có giá là 1.5 tỷ, nhưng bây giờ nó có giá là 6 tỷ. Vậy thưa anh chị và các bạn, thì các cái cuộc tức là gọi là những cái đợt mà tăng giá, những cái đợt mà bong bóng bất động sản đã từng xảy ra trong lịch sử của Việt Nam nói chung và của thế giới nói riêng á, thì tôi thấy một điều thế này này, người cuối cùng thiệt hại lại không phải là các ông chủ bất động sản đâu. Tất nhiên có một số ông chủ bất động sản là tham gia vào cái giai đoạn cuối, tức là giai đoạn mà thị trường đã tăng khoảng 3-4 lần rồi, thì những ông chủ đó thì tham gia sau nên sẽ dễ bị dính hàng, tức là dính một cái lượng hàng mà sau này ra là chưa bán được. Còn lại đa phần các cái doanh nghiệp mà đầu tư bất động sản hoặc kinh doanh bất động sản hoặc các trung gian bất động sản, họ đã bán được cho anh chị rồi, đã ký hợp đồng cho anh chị rồi, thì anh chị phải chịu trách nhiệm với cái câu chuyện tức là anh chị phải lo cái tiền trả lãi hoặc là lo những cái chi phí tài chính. Đó là cái câu chuyện là thực tế thì trong cái chu trình mà thổi giá bất động sản có nó giống hoàn toàn với thị trường tài chính và thị trường chứng khoán mà chúng ta vẫn tham gia trong thời gian gần đây, tức là các đội lái trong bất động sản và các đội lái trong chứng khoán nó cũng giống nhau, hoặc thậm chí là nó còn có thể là nói một cái mà anh chị giống như trong chứng khoán ấy, chúng ta hay có tức là mua bài ở trên các cái trang web, mua bài ở truyền thông để có thể đẩy tức là đưa khan hàng ở một số khu vực, đẩy giá lên bất thường ở một số khu vực. Thì cái cuối cùng nó là như vậy. Cái cuối cùng là các cái tổ chức, các cái đơn vị trung gian họ sẽ hưởng lợi. Nên khi mà chúng ta không tham gia trong cái chuỗi gọi là, tức là chúng ta không tham gia cái nghề mà gọi là kinh doanh đầu cơ trong cái lĩnh vực này, thì chúng ta cũng nên hiểu được cái bản chất của nó cũng như là một cái sản phẩm bình thường thôi. Nó giống bất kỳ một cái sản phẩm thông thường nào khác. Và trong tư duy của người Việt Nam nói riêng và người Đông Á nói chung á, thì thường hay có một cái tư duy đó là chúng ta phải có một căn nhà, có một cái chỗ để ở, và chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là thị trường bất động sản sẽ luôn tăng và không bao giờ có chuyện suy giảm. Nhưng mà sau cái năm 2008 á, khủng hoảng nhà đất ở Mỹ á, sau đó thì sắp tới đây thì Trung Quốc đang có một cái dấu hiệu câu chuyện khủng hoảng nhà đất ở Trung Quốc, thì Việt Nam mình năm 2008 cũng dính một cái tình trạng như vậy, và rất nhiều những ông chủ bất động sản cũng như là một số cái thành phần trung gian tham gia thị trường bất động sản đã phải ôm một cái cục nợ, tức là cục nợ xấu rất là lớn, và có nhiều trong số đó đã phải tù tội. Thậm chí những cái thành công trong bất động sản của rất nhiều anh chị em và các bạn mà có một chút gọi là mua đi bán lại có lời, tham gia chuỗi phân phối,
thì được PR rất là nhiều, nhưng rất nhiều trong số đó, rất nhiều trong số đó là chỉ mong là cả đời chỉ mong hòa vốn để được về nhà, tức là nợ mà người ta dí người ta đòi á. Này, cũng vì tham gia bất động sản vay quá nhiều, ví dụ như có 1 đồng vốn vay đến tận 10 đồng vay, sau đó thị trường có vấn đề là nói chung là trốn nợ, mà cả đời chỉ mong là hòa vốn để được về nhà. Thì đó là sự thật nhưng ít người nói tới, và thông thường thì sẽ giấu bén nó đi, bởi vì cái thất bại thì ít khi mọi người nói. Nhưng đó là những câu chuyện có thật, và không thiếu những cái trường hợp như vậy, không thiếu những bạn môi giới còn đang non về kinh nghiệm, bị bơm thổi về cái tư duy theo kiểu là mua nhanh không thì thị trường nó sẽ tăng mất, mua đi không có gì hết hàng. Trong khi đó một số cái doanh nghiệp bất động sản tôi có biết thì số lượng hàng của họ còn cả đống, nhưng mà họ chơi một cái chiến thuật, đó là chiến thuật tiết cung á. Tức là khi anh chị hỏi về sản phẩm bất động sản của họ đang bán, họ đều kêu là đã hết hàng rồi, không còn hàng đâu, phải mua lại đấy. Nhưng cái câu chuyện mà kêu hết hàng đó, nó có khi kêu đến 3 năm nó vẫn y chang như vậy, và số hàng còn rất nhiều. Thì vài cái chia sẻ như vậy để anh chị em và các bạn nắm hơn về cái bản chất của thị trường, bản chất của bất động sản. Nó giống y chang chứng khoán chúng ta chơi. Nó cũng có đội lái, có nhóm lái, có một số cái khu vực mà nó thổi giá đầu cơ vài ba hoặc là vài ba chục môi giới đến khu vực đó, rồi sau đấy bơm thổi vào tư duy của cái dân cư khu vực, rồi mua qua bán lại sang tên vài ba cái dự án hay là vài ba cái miếng đất, bằng việc là sang từ túi mình, túi của người A sang người B, rồi sau đó là lấy cái giá đó làm mặc định cho cái giá của khu vực. Cái câu chuyện này giống y với chứng khoán anh chị ạ. Bởi vì chứng khoán á thì cũng là sang tay, tức là mua bán sang tay trên sàn. Còn bất động sản nó cũng y chang vậy luôn. 30 người, 40 người môi giới đến một khu vực nào đó, họ có thể là bày ra một cái gọi là mê hồn trận. Người này mua cho người kia đem ra công chứng đàng hoàng luôn, và chấp nhận chịu phí công chứng và chịu thuế để là thổi lên. Ví dụ như họ đã găm trước ở đó khoảng 5-70 miếng như đấy, họ làm cái trò đó thiệt chứ không phải là không có đâu. Còn ví dụ như chủ đầu tư bất động sản cũng vậy, khi họ mua một cái dự án cũng vậy, họ cũng làm y chang vậy luôn. Họ cũng làm y chang vậy luôn. Và kết thúc video tại đây thì hy vọng là một cái vài cái chia sẻ thì sẽ tiếp cho cái chương trình mà về dự báo thị trường bất động sản giai đoạn 2019-2020 thì hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Và cảm ơn đã đồng hành cùng Tự Doanh Chứng Khoán.